ui giời ơi, này trồng cây chuối với kiểu giữ bóng này quá tầm thường, cái trò này dễ ợt, ai chả làm được. Bây giờ ấy, anh đố em một trò khó gấp tỷ lần luôn. Nani? Là đang trồng cây chuối với dép này mà em hất được cái dép ra mà em vẫn giữ được bóng, thế mới là đỉnh. Khó thế, khó thế, mà cái gì khó ấy có em lo. Làm sao mà bỏ dép ra mà vẫn giống giữ bóng được? Thật kia thật, triệu like. Ôi, đánh.